Rất là biết ơn các em đã quay trở lại với kênh của Thầy An. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 3, định lý VS. Bài toán khởi động. Khu vườn nhà kính hình chữ nhật của Bắc Thanh có nửa chu vi bằng 60 m. Có diện tích là 884 m vuông. Làm thế nào để tính được chiều dài và chiều rộng của khu vườn? thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được bài này các em nửa chu vi nửa chu vi có nghĩa là dài cộng rộng oh, sorry dài cộng rộng là bằng 60 diện tích có nghĩa là dài nhân rộng diện tích là 884 như vậy thì à, nếu mà chúng ta gọi chiều dài là x nha chúng ta gọi chiều dài là x thì lúc này dài cộng rộng bằng 60 mà dài là x thì rộng sẽ là 60 trừ cho x và chiều dài thì phải lớn hơn chiều rộng dài cộng rộng bằng 60 mà dài lớn hơn rộng, do đó dài của chúng ta phải lớn hơn, lớn hơn 30. được chưa? Điều kiện là x phải lớn hơn 30 và hiển nhiên là x phải nhỏ hơn nửa chu vi. đó. rồi, từ đây mình có được phương trình thôi. dài này là x này, rộng là 60 trừ x này, bằng 884 đúng không? Rồi giải phương trình này thôi Trừ x bình Cộng cho 60x Chuyển sang bên trái 884 bằng bằng 0 Rồi tới đây mình nhờ máy tính Trừ 1 60 Trừ 884 À, chúng ta được là x bằng bằng 34 34 là thỏa mãn nè đúng không thỏa mãn nhận hoặc là x bằng 26 26 thì không có thỏa mãn x bằng 26 giá trị này chúng ta loại ha vậy chiều dài là 34m chiều rộng là có chiều dài rồi mình thế vào đây 60 trừ cho 34 thì chúng ta được 26 26m à, chúng ta xử lý xong bài toán khởi động thì à, bài học này à, giúp chúng ta làm những bài như thế này một cách rất là nhanh chúng ta không cần phải làm như thế này nha qua bài học này chúng ta có cách khác để làm bài này rất là nhanh rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học rồi mình sẽ quay lại xử lý bài này theo một cách khác một nhỏ định lý vs cho phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng không a khác không có hai nghiệm x1 x2 tính x1 cộng x2 và x1 nhân x2 x1 cộng x2 bằng thì ở bài 2 mình biết rằng là x1 á, là bằng trừ b cộng căn delta chia cho 2a đúng không còn x2 là trừ b trừ căn delta chia cho 2a lúc này cùng mẫu rồi ha cùng mẫu rồi giữ nguyên mẫu lấy tử cộng lại cho nhau căn delta trừ cho căn delta là hết trừ b cộng cho trừ b chúng ta được trừ 2b lúc này rút gọn 22 nhưng mà chúng ta còn b trên b trên a đó mình vừa tính nè x1 cộng x2 bằng trừ b trên a rồi bây giờ x1 nhân x2. x1 nhân x2 bằng x1 là trừ b cộng căn delta chia cho 2a. x2 là trừ b trừ căn delta chia cho 2a. bằng thì nhân thì tử nhân tử mẫu nhân mẫu nè tử nhân tử mẫu nhân mẫu mẫu này 2a nhân với 2a thì chúng ta được 4A bình. Còn tử nè. Tử hai bạn này nhân với nhau. Đó, mình thấy có dạng là A nè cộng B nhân cho A trừ cho B. Đúng không? Nè, A cộng B nhân cho A trừ B hằng thức. Thì theo hằng thức chúng ta được A bình. A đóng vai trò là là trừ b nha a đây. a đây a này a này đó a bình trừ cho b bình b bình ok chúng ta được a bình trừ b bình trừ b bình chính là bằng b bình còn căn delta bình chính là bằng delta 4 a bình b bình các em chú ý delta của chúng ta là bằng B bình trừ 4AC. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ thầy rút gọn nè. B bình trừ cho B bình là hết nè. Trừ với trừ thành cộng nè. Trừ với trừ thành cộng nè. 4 với 4 là hết nè. A với A là hết nè. Cuối cùng chúng ta còn C trên A. Như vậy thì mình có được là x1 nhân x2 bằng bằng C chia A. Xong ha, chúng ta xong hoạt động 1. Từ hoạt động 1, ta thấy có mối liên hệ giữa các nghiệm và các hệ số của phương trình. Đó, mối liên hệ giữa các nghiệm và các hệ số. Có nghĩa là hai cái nghiệm cộng lại thì bằng trừ B chia A. B chia A này Trừ B chia A Hệ số Hệ số của phương trình Còn X1 x 1 nhân x 2 Sẽ bằng C chia A C chia A Chính là bạn này Chia cho bạn này Đó Mối liên hệ đó Đã được phát hiện Bởi nhà toán học François Viet Người Pháp Nè François Viet Và được phát biểu Thành định lý Mang tên ông Đó à, Phát hiện này Rất là đơn giản các em, Nhưng mà cực kỳ quan trọng nha chúng ta ứng dụng rất là nhiều đây định lý vs nếu phương trình bậc 2 ax bình cộng bx cộng c bằng 0 a khác 0 có hai nghiệm nhớ nha nếu mà nó có hai nghiệm x1 x2 thì tổng và tích hai nghiệm đó là s bằng x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. Còn x1 nhân x2 bằng C chia A. Chữ S và chữ P này là do mình đặt ra thôi nha. Còn chúng ta đã chỉ ra rằng là x1 cộng x2 là bằng, bằng trừ B chia A qua cái hoạt động 1. Còn x1 nhân x2 bằng C chia A. Đó, mình đã chỉ ra ở đây rồi. Còn S, P là người ta đặt thôi. S này là vi tắc của từ sum nha, sum. Và tổng đó. Tổng x1 x2 còn p này là tích nha p này là viết tắt từ product và tích tích x1 nhân x2 x1 nhân bằng c chia đó thì chữ s và chữ p này các em nhớ thì tốt còn không nhớ thì thôi cũng được mình cũng không cần bỏ qua cũng được ok ha rồi vấn đề là các em nhớ thầy là x1 cộng x2 bằng trừ b chia a và x1 nhân x2 bằng c chia a mình sẽ sử dụng rất là nhiều đây bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó để mà làm ví dụ một không giải phương trình không giải phương trình hãy tính tổng và tích các nghiệm nếu có của các phương trình câu a nè x bình trừ bảy x cộng năm bằng không thì việc đầu tiên chúng ta cần kiểm tra xem phương trình này có nghiệm hay không. Rồi mới dùng VS nha. VS nói là nếu mà phương trình có hai nghiệm thì tổng và tích hai nghiệm đó sẽ là đây. Cho nên việc đầu tiên là mình kiểm tra xem có nghiệm hay không. Thì delta của chúng ta sẽ bằng B bình. B là trừ 7. Trừ 4, A là 1, C là 5. Chúng ta được 49. 49 trừ cho 49 trừ cho 20 49 trừ 20 Mình được 29 Lớn hơn 0 đúng không Lớn hơn 0 thì lúc này có 2 nghiệm Delta lớn hơn 0 thì có 2 nghiệm X1, X2 Thì lúc này X1 cộng X2 sẽ bằng Trừ B chia A Trừ B B đây các em B đây B đây Chia A A đây A đây Đó Thì chúng ta được Được 7 đó, còn x1 nhân x2 thì bằng c chia a. C đây. C là 5, a là a là 1 bằng 5. Ok không? Đó mình đã tính tổng hai nghiệm và tích hai nghiệm. Đây, ta có delta bằng 29 lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Theo định lý VS ta có x1 cộng với 2 bằng trừ b chia a bằng 7, x1 nhân với 2 bằng c chia a bằng 5. Tương tự như vậy, đối với câu b thì việc đầu tiên chúng ta cũng đi tính delta. Nha. Delta là bằng b bình trừ 4ac. B là là trừ 2. B bình trừ 4 a, a là 5, c, c là 7. Đó. À, thì bấm máy tính mình thấy bạn này bằng âm 136. Âm 136 thì bé hơn không nên phương trình vô nghiệm. Vô nghiệm thì chúng ta không có tính x1 cộng x2 bởi vì đâu có x1 x2 đâu mà tính, đúng không? Vô nghiệm là không có không có nghiệm. Nên mình không có tính, nó không có nghiệm. Ta nhớ nha, việc đầu tiên mình đi tính delta. Rồi mình kiểm tra nó có nghiệm hay không. Rồi. Ví dụ 2. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình này. Hai nghiệm của phương trình là x bình trừ 5x cộng 3 bằng 0. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức. Nè, à, mình cần tính giá trị của biểu thức này. Nhớ là không giải nha, không giải. Có là bình thường là chúng ta sẽ giải phương trình này ra mình tìm x1, x2. Mình thế vào đây, mình thế vào đây để mình tính mình tính được cái giá trị của biểu thức này tuy nhiên đề bảo chúng ta là không có giải nha không có giải tính như vậy chúng ta sẽ áp dụng định lý vs này đây đầu tiên là mình sẽ đi tính delta để xem có nghiệm hay không cái đã delta bằng b bình b là trừ năm này b bình trừ bốn a là một c c là 3 chúng ta được 25. 25 trừ 12 thì mình được 13. 13 thì lớn hơn 0. Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Đó. Có hai nghiệm cái đã. Bây giờ mới theo định lý VS ha. Theo định lý VS Vs đây là tiếng Pháp nha. Tiếng Pháp. Cho nên mặc dù dấu là dấu huyền Nhưng mà chúng ta vẫn đọc là VS Bởi vì dấu này là dấu của tiếng Pháp Chứ không phải là dấu của tiếng Việt Đúng không? Theo định lý VS Và nhớ đây là tên riêng Nên chúng ta viết hoa ha Theo định lý VS Ta có Mình có gì? Mình có là x1 cộng x2 Bằng trừ b chia a Bằng trừ b chia a Bằng trừ b, chia a. Bằng trừ b trừ b là trừ của trừ -5 là bằng 5 đúng không? Rồi mình có gì nữa? Có x1 nhân x2 bằng c chia a. C là 3. A là 1. 3 chia 1 bằng 3. Đó. Có cái này rồi. Bây giờ mình sẽ tính được biểu thức này ha. Bây giờ mình đi vào câu a này. Câu a ta có 1 phần x1 cộng cho 1 phần x2 bằng Bây giờ làm sao để mình tính cái này? Thì mình thấy nè, mình thấy mình có x1 cộng x2 và mình có x1 nhân x2. Như vậy thì bây giờ mình làm sao đó để nó xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2 để mình thế hai bạn này vào. Thì bạn này mình quy đồng mẫu, mình quy đồng mẫu mình cộng lại thôi, nhân chéo đúng không? mình sẽ được x2 cộng x1 nhân chéo ha. Mẫu là x1 nhân x2 đó. Lúc này xuất hiện x1 cộng x2 nè, x1 cộng x2 bằng 5. x1 nhân x2 nè, x1 nhân x2 bằng 3. Đó, chúng ta tính xong qua. Có nghĩa là chúng ta không cần tính các nghiệm nhưng mà chúng ta vẫn tính được giá trị của biểu thức này. Ok. Rồi câu B, x1 bình cộng x2 bình. Câu B, chúng ta cần tính x1 bình cộng x2 bình bằng gì? Thì mình biết rằng á mình đã có x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Bây giờ mình phải biến đổi bạn này, mình biến đổi sao cho nó xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2 để mình thế hai bạn này vào. Thì thầy biến đổi như sau. Thầy thấy bạn này giống như hàng đẳng thức đúng không? x1 bình với điều kiện thầy thêm cho 2x1, x2 vô thì nó sẽ thành hàng đẳng thức. Thầy thêm cái lượng này vô để nó thành hàng đẳng thức. Thầy thêm cái lượng này vô thì thầy phải bớt cái lượng này ra cho nó hề. Nha, nó hề. Đó. Thì lúc này bạn này chính là hàng đẳng thức này các em. Chính là x1 cộng x2 tất cả bình. Bạn này là 2x1, x2. Đó xuất hiện x1 cộng x2 rồi nè x1 cộng x2 bằng 5 5 bình trừ 2 x1 nhân x2 x1 nhân x2 đây bằng 3 chúng ta được 25 trừ cho 6 25 trừ 6 thì mình được 19 đúng không 25 trừ 6 mình được 19 ok mình xong ha đó là ứng dụng của định lý Viète. Chúng tôi quay nhận xét. À, cái nhận xét này rất là quan trọng các em. Cực kỳ quan trọng. Mình ứng dụng rất là nhiều. Nếu phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0, a khác 0 có hệ số a cộng hệ số B cộng hệ số C bằng 0. Thì phương trình có một nghiệm là x1 bằng 1. Nghiệm còn lại là x2 bằng C phần A. Vì sao vậy các em? Mình hiểu thì mình sẽ nhớ lâu hơn nha. Bây giờ thầy giúp cho các em hiểu ha. Mình hiểu thì mình sẽ nhớ này lâu. Đây, phương trình của chúng ta nè. AX bình cộng bx cộng c bằng 0. Phương trình này có hệ số a cộng hệ số b cộng hệ số c bằng 0. Thì đề nói là cái dạng xét này nói là phương trình sẽ có một nghiệm là x bằng 1. Đúng không? Thử nè. Thử thế x một 1 vô thử xem nha. Thì a nhân cho 1 bình cộng b nhân 1 cộng c sẽ bằng bằng a nhân một bình thì bằng a b nhân một thì cũng bằng b c đó mà mình có a cộng b cộng c bằng không do đó bạn này bằng bằng không bằng không thì bằng vế phải đúng không bằng vế phải vậy chứng tỏ x bằng một là là một nghiệm của phương trình trên đúng không nè mình thấy x bằng một vô nè mình thấy x bằng một vô nè thấy một vô đây mình thấy là thỏa mãn với trái bằng với phải do đó x bằng một là nghiệm của phương trình trên được chưa nghiệm là giá trị mà nó thỏa mãn cái phương trình này đó mình đã chỉ ra là có một nghiệm x một đúng rồi còn nghiệm còn lại thì sao nghiệm còn lại là x 2 bằng c chia a làm sao thì theo định lý vs chúng ta vừa học đó đây chúng ta vừa học lại các em mình có là X1 x một nhân x hai bằng c chia a đúng không x1 nhân x2 bằng c chia a này. Đây, chúng ta có x1 nhân x2 bằng bằng c chia a. Mà x1 bằng 1. Đúng không? Mà x1 bằng 1. Như vậy thì có phải là x2 sẽ bằng bằng c chia a đúng không? Vì x1 bằng bằng 1 rồi, 1 mình thế vào đây rồi. Thì x2 bằng c chia a. Đó. Tóm lại, nếu mà phương trình của chúng ta có hệ số A cộng hệ số B cộng hệ số C bằng 0 thì phương trình của chúng ta sẽ có hai nghiệm nghiệm thứ nhất là một nghiệm thứ hai là nghiệm thứ hai là C A đó thì mình áp dụng cái này để chúng ta nhẩm để chúng ta tính nghiệm của một phương trình mà có A cộng B cộng C bằng 0 đó, rất là nhanh chúng ta không cần tính delta ok không em Tiếp theo Nếu cái phương trình này mà có A trừ B cộng C bằng 0 Thì phương trình sẽ có một nghiệm là X1 bằng trừ 1 Và nghiệm còn lại là X2 bằng trừ C chia A À mình chú ý Ở đây là Là cộng này Là cộng này Nhưng mà cho là trừ nha đó. Thì bây giờ mình cũng thử ha, mình thử mình thử nè, à, mình thử nè, phương trình của chúng ta là ax bình phương cộng bx cộng c bằng không, à, phương trình này có có a trừ b cộng c bằng không, đề cho này, có a cộng B trừ C bằng 0. Rồi thì đề nói là cái nhận xét này nói là có một nghiệm x1 bằng trừ 1. Nè, có một nghiệm x1 bằng trừ 1. Như vậy thì bây giờ mình kiểm tra thử xem. Nha, mình kiểm tra thử xem. Bằng cách là chúng ta thấy x1 vô đây. Thấy x1 bằng trừ 1. Mình thấy trừ 1 vô đây. Mình sẽ có A này, trừ 1 bình này, cộng B này, nhân x, nhân trừ 1 này, cộng C. Đây là vé trái chứ nữa. Vé trái trừ một bình bằng một vậy là một nhân a bằng a b nhân trừ một còn trừ b cộng c đó có nghĩa là khi mà chúng ta thế trừ một vào thì vế trái của chúng ta là a trừ b cộng c mà phương trình này lại có a trừ b cộng c bằng không a trừ b cộng c bằng không không chính là vế phải chứ nữa vế phải nè có nghĩa là khi mà chúng ta thế x bằng trừ một ở đây thì lúc này vế trái của chúng ta bằng vế phải. Như vậy thì x bằng -1 là một nghiệm của phương trình. Đó. x bằng -1 là một nghiệm của phương trình. Ta mình gọi là x1 đi ha. Rồi còn nghiệm x2 thì theo định lý Viét chúng ta có x1 nhân x2 bằng bằng c chia A. x1 nhân x2 bằng c chia A x1 bằng trừ 1 thì thế vào đây ha trừ 1 nhân x2 bằng bằng c chia a trừ 1 nhân x2 bằng c chia a thì từ đây mình suy ra được x2 bằng c chia a chia cho trừ 1 đúng không là bằng trừ c chia trừ c chia a đó mình đã chỉ ra là x1 bằng trừ 1 và x2 bằng trừ c chia a ha à, tóm lại là nếu mà cái phương trình của chúng ta có hệ số a trừ cho hệ số B cộng cho hệ số C mà bằng 0. Thì lúc này phương trình của chúng ta sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất x1 bằng trừ 1 và nghiệm thứ hai là bằng trừ C chia A. Ok ha. Đó, các em nhớ cái nhận xét này để chúng ta ứng dụng nó để mình tìm nghiệm rất là nhanh nha, rất là nhanh ví dụ nè ví dụ 3 tính nhẩm nghiệm của các phương trình này câu a này 15 x bình cộng 7 x trừ 22 bằng 0 a bằng 15 nè b bằng 7 nè c bằng trừ 22 nè rồi như vậy thì mình thấy nè mình thử cộng ba bạn này lại xem À mình cộng lại mình thấy bằng 0 các em 15 Cộng 7 là 22 22 cộng với trừ 22 bằng 0 Đúng không Ta có A cộng B cộng C bằng Bằng 15 nè Cộng cho 7 nè Cộng cho trừ 22 nè Bằng 0 Đó 22 Trừ 22 bằng 0 Do đó phương trình này sẽ có hai nghiệm đúng không Do đó phương trình đã cho có hai nghiệm đúng không? 2000. X1 bằng bằng 1 nè. A cộng B cộng C bằng 0 nè. A cộng B cộng C bằng 0 thì X1 bằng 1. Đây, X1 bằng 1. X2 bằng C chia A. Bằng C chia A. C đây. A đây. C chia A có nghĩa trừ 22 phần phần 15. Ok ha. Đây. Mình xong câu A. Câu B cũng vậy thôi các em. Câu B. 18x bình trừ 7x trừ 25 bằng 0. A là bằng 18 này. B bằng trừ 7 này. C bằng trừ 25 này. Mình thử A cộng B cộng C thứ bằng 0 hay không? 18 cộng với trừ 7 là mình còn 11. 11 cộng với trừ 25. À, không có bằng 0. Không có bằng 0. Rồi bây giờ mình thử A trừ B cộng C xem. Nha, thử A trừ B cộng C xem. 18 trừ cho trừ 7 là được 25. Cộng với trừ 25 bằng 0. Ok, vậy là ứng với trường hợp này. ha Đây, ta có A trừ B cộng C bằng A là 18 nè. Trừ cho B B là trừ 7 này Cộng cho C C là trừ 25 này Đó Trừ với trừ hình cộng Bạn này là 25 25 cộng với trừ 25 thì bằng 0 Vậy Phương trình đã cho Có hai nghiệm Là Chú ý nè Mình đã có A trừ B cộng C bằng 0 A trừ B cộng C bằng 0 Thì lúc này X1 sẽ bằng bằng trừ 1 trừ 1 rồi x2 sẽ bằng trừ c chia a trừ c chia a c là trừ 25 nè a a là 18 bằng bằng 25 phần 18 25 phần 18 ok ha Đây, x1 bằng trừ 1, x2 bằng 25 phần 18. À. Bây giờ chúng ta sang thực hành 1 ha. Tính tổng và tích các nghiệm nếu có của mỗi phương trình. À. Thì đối với phương trình ở câu A, thì muốn kiểm tra xem có nghiệm hay không thì đầu tiên chúng ta tính delta cái đã đó, đó. Ủa, hello đó thì trong trường hợp này nè là chúng ta có thể tính delta hoặc là delta phải cho nó gọn đó được chưa thầy thấy đây số hai nè cho nên mình tính delta phải cho nó gọn nha delta là bằng b bình phương trừ bốn ac Ok, còn delta phải á, các em chưa quen thì viết ra ha, là bằng B phải bình phương trừ AC. Đó, delta phải. Các em có thể tính delta nha. Nếu mình biết thì mình tính delta phải cho nó gọn, còn không mình tính delta bình thường. Ok, rồi, B á, là bằng trừ 2 trăm bảy, còn B phải á, là một nửa của B. Coi bỏ số 2 đi ha B phải bỏ sai đi Đó, B phải bình Trừ A là 1 C là 7 Ok Chúng ta được 7 trừ 7 À, 7 trừ 7 bằng 0 ha? 7 trừ 7 bằng 0 Bằng 0 Vậy là phương trình Có nghiệm kép Đúng không? Vậy phương trình có nghiệm kép ha vậy phương trình có nghiệm kép rồi bây giờ mình đi tính tổng và tích ha tổng và tích à đề cho thiếu nè đúng ra phải nói là không giải nha không giải hãy tính tổng và tích các nghiệm nếu có của mỗi phương trình đó phải nói không giải ra thì lúc đó mình mới dùng vs chứ còn nếu mà đề không có nói cái từ không giải không giải phương trình thì lúc này chúng ta tính ra cái nghiệm rồi sau đó chúng ta tính tổng và tích đúng không đó phương trình có nghiệm kép khi đó nha khi đó mình có là x1 cộng x2 bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a à, đây các em x1 cộng x2 bằng trừ b chia a x1 nhân x2 bằng c chia a x1 nhân x2 bằng trừ b chia a b đây B đây Trừ này B là là trừ 2 căn 7 Chia cho A A là 1 Đó Như vậy thì trừ với trừ thành cộng Thì chúng ta được 2 căn 7 Nè Đó X1 cộng X2 Bằng 2 căn 7 Rồi X1 nhân X2 X1 nhân X2 bằng C chia A C chia A C bằng C bằng 7 A bằng 1 7 Xong ha. Mình xong câu A.